Sau thời gian điều tra về các vi phạm xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, ngày 17 tháng 1, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Bình, sinh năm 1975, thường trú tại tổ 6, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí. Thời điểm bị bắt, ông Nguyễn Thế Bình đang giữ chức giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang qua ghi nhận, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017. Cụ thể, cơ quan điều tra xác định năm 2019 và năm 2020, ông Bình đã có những hành vi sai phạm trong quá trình tổ chức mua sắm, cấp trang thiết bị cho các trường học một trong số đó là hành vi cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu của các trường, cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình, mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua thống kê, hành vi sai phạm của ông Bình đã gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Theo Công an tỉnh Hà Giang, hành vi sai phạm trên có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí, được quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục tổ chức điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng liên quan đến kết quả mở rộng điều tra vụ án gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017. Mới đây, ông Vũ Văn Sử, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định đấu thầu. Theo đó, ngày 11 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng Vũ Văn Sử. Sinh năm 1958, Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang và Trần Tiến Bằng, sinh năm 1965, Nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ Luật Hình sự. Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Hà Giang, kết quả điều tra ban đầu xác định trong quá trình thực hiện theo quyết định số 775 qđ TTG ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2017 đến năm 2020, các bị can Vũ Văn Sử, Trần Tiến Bằng, Vũ Thị Thanh Huyền và Vũ Thị Thu Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu về tổ chức mua sắm tài sản cho các trường phổ thông dân tộc bán chú và các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán chú tại các vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Hành vi sai phạm của các đối tượng được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền lớn. Cùng tội danh trên, ngày 16 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Thanh Huyền. Sinh năm 1969, nguyên trưởng phòng kế hoạch và tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Vũ Thị Thu Hòa, sinh năm 1970, nguyên kế toán Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại khoản 4 Điều 222 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, vào tháng 11 năm 2019, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Sử, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng. Ban Bí thư kết luận, ông Vũ Văn Sử với cương vị là tỉnh ủy viên, ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, bí thư đảng ủy, giám đốc sở giáo dục và đào tạo, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo kỳ thi, chủ tịch hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh. Đồng thời, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với cấp dưới trực tiếp để can thiệp, tác động nâng điểm cho các thí sinh trái quy định. Để nhiều cán bộ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự và rất nhiều cán bộ, đảng viên trong tỉnh bị kỷ luật vì liên quan đến vụ việc gian lận tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang. Vi phạm của ông Vũ Văn Sử được xác định gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, và đã làm ảnh hưởng sâu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và đào tạo, các cá nhân gây bức xúc dư luận xã hội cần phải được thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định. Mới đây ngày 10 tháng 1, ban nội chính trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, ban chỉ đạo cấp tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đây là hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 63 điểm cầu tỉnh thành trên cả nước. Tại đây, báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng ban thường trực Ban nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho biết, tuy mới được thành lập, ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã triển khai quyết liệt toàn diện cả về phòng ngừa và phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực. Theo thống kê năm 2023, ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã đưa 260 vụ vào diện theo dõi chỉ đạo. Các cơ quan chức năng địa phương cũng khởi tố mới 763 vụ án và hơn 2.000 bị can tham nhũng. Cụ thể, năm 2023, trong điều kiện có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở các địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua kiểm tra, giám sát đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật 183 tổ chức đảng và 6.302 đảng viên có hành vi tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong đó nhiều cán bộ, đảng viên là lãnh đạo chủ chốt của địa phương. Bên cạnh đó, truyền 74 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần quan trọng siết chặt kỷ luật, kỳ cương, bảo đảm sự nghiêm minh đồng bộ, kịp thời giữa kỷ luật của đảng với xử lý hành chính và xử lý hình sự đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Đáng chú ý, trong năm 2023, 62 trên 63 địa phương có án tham nhũng, khởi tố mới với 697 vụ án trên 1.982 bị can. Con số này tăng gấp 1,8 lần so với năm 2022. Số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 1.014 bị can. Điển hình như kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến các vụ án xảy ra tại Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Công ty AIC, Cục Lãnh sự và Cục Đăng Kiểm. Ngoài việc kiểm tra giám sát, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo quán triệt thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đề cao tinh thần trách nhiệm gắn với việc luân chuyển, đánh giá đề bạt cán bộ, tham mưu ban hành văn bản chấn chỉnh, xử lý tình trạng làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức ở địa phương như Bắc Giang, Hà Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về xử lý cán bộ sau khi bị kỷ luật, xem xét cho từ chức, miễn nhiệm thay thế những cán bộ bị kỷ luật năng lực hạn chế, uy tín thấp. Trong năm 2023, các tỉnh thành trong cả nước đã xem xét cho thôi chức vụ Đảng, bố trí công tác khác, miễn nhiệm chức vụ đối với 364 trường hợp cán bộ sau khi bị kỷ luật, năng lực hạn chế và uy tín thấp. Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo giả soát, quyết định đưa 192 vụ án, 71 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn vào diện theo dõi chỉ đạo. Đến tháng 12 năm 2023, đã kết thúc chỉ đạo, xử lý 129 vụ án và vụ việc. Bên cạnh việc gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi chỉ đạo, Ban nội chính Trung ương sẽ tiếp tục giả soát, đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm vào diện theo dõi chỉ đạo. Tình trạng nhũng nhiễu tư cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng tiêu cực cũng sẽ được khắc phục hiệu quả trong năm 2024. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước đã đi qua hơn nửa nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao cuộc sống của nhân dân từ đó tiếp tục tăng cường sự đồng thuận niềm tin của nhân dân đối với đảng trong kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của ngành nội chính đảng và ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao được dư luận đánh giá cao theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, ngành nội chính đã nghiên cứu, tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, xây dựng hơn 100 báo cáo đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai ban chỉ đạo những chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Đồng thời, Ban nội chính các tỉnh, thành ủy đã tham mưu cấp ủy xây dựng, ban hành 2.758 văn bản để cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng. Pháp luật của nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số ban chỉ đạo cấp tỉnh chưa thực sự nền nếp bài bản, có lúc, có nơi còn chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc và thực hiện các kết luận của ban chỉ đạo trung ương. Cụ thể, có ban chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo các vụ án, vụ việc và cán bộ đảng viên sai phạm. Vẫn còn địa phương trong năm 2023 không có án tham nhũng khởi tố mới như tỉnh Quảng Trị. Lý giải về điều này, nguyên nhân là do ban chỉ đạo một số địa phương chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, còn tâm lý nể nang né tránh, ngại va chạm trong lãnh đạo chỉ đạo. Chính vì vậy, ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu năm 2024 tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử thi hành án xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định định giá để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh, nhất là vụ án, vụ việc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý và các vụ án, vụ việc theo chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương để khởi tố đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, không để công tác giám định, định giá ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ án vụ việc chú trọng phát hiện xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực mới chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện tốt cơ chế phối hợp phát hiện xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra giám sát điều tra truy tố xét xử và thi hành án